Em xin chào các bác ạ, và hôm nay em có vận đơn đầu chọn bài karaoke cao cấp đến từ thương hiệu là Việt KTV. Và cái đơn hàng này em gửi cho chú Lực ở Cần Đức, Long An các bác nhé. Chú có đặt lấy bên em cái dòng đầu này để mang về nhà hát hò gia đình karaoke. Và cái dòng đầu Việt KTV cái đời mới nhất của nó thì sẽ có mã là K Blur các bác nhé. Và đây là cái phần vỏ hộp này. Khi mà chúng ta mua vỏ mới, hộp mới ấy, thì nó sẽ kèm theo cho chúng ta đầy đủ tất cả những cái dây kết nối. Thứ nhất là dây nguồn màn, thứ hai là cái dây ở đây nó sẽ có một cái dây, đó là cái dây tín hiệu IR các bác nhé. Em sẽ lấy ra cho các bác xem này. Cái dây tín hiệu IR này ấy, là khi mà chúng ta đặt ở cái tủ đặt đặt cái đầu này ở trong những cái tủ kính. Ví dụ nhà các bác đang có những cái bộ bàn ghế và có cái tủ để kệ tivi mà các bác để cái đầu này ở phía bên trong, và chúng ta sử dụng cái điều khiển chọn bài, chúng ta không thể nào mà chúng ta xuyên tín hiệu qua cái phần cánh cửa, nó chặn lại mất tín hiệu, thì chúng ta sẽ lấy cái dây tín hiệu IR này chúng ta cắm ở đằng sau đầu và chúng ta đưa cái mắt nhận khiển này ra phía ngoài các bác nhé. Đây, chúng ta sẽ dán ở thành ngoài của cái kệ của cái tủ và chúng ta có thể là sử dụng điều khiển một cách bình thường. Và đây là cái điều khiển kèm theo. Và cái điều khiển này chúng ta chỉ cần sử dụng điều khiển này thôi thì chúng ta có thể là sử dụng được hết tất cả cái tính năng của cái đầu. Và chúng ta sẽ nhìn vào cái tivi để chúng ta chọn bài. Bác khách này thì chỉ lấy cái đầu bên em thôi, thế nên là bác sẽ chọn bài bằng điều khiển từ xa như thế này. Còn nếu mà mua thêm cả màn cảm ứng ấy thì mọi thứ nó sẽ thao tác nó nhanh gọn hơn. Nhưng mà cái dòng đầu Việt KTV K Plus này nó sẽ có thêm cái tính năng là chọn bài bằng điện thoại. Cái ứng dụng của nó thì sử dụng rất là mượt mà, thế nên là nó cũng sẽ rất là nhanh, nó không khác gì cái màn cảm ứng các bác nhá. Và nó sẽ có thêm cái quyển hướng dẫn sử dụng này. Đặc biệt ở Việt KTV ấy, thì nó sẽ có thêm cái quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Thế nên là nó sẽ có đầy đủ tất cả các thông tin, cách sử dụng máy như thế nào, chọn bài ra sao, điều khiển, các nút ở trên điều khiển là những nút gì, nó có tác dụng như thế nào, đầy đủ luôn các bác nhé. Các bác có thể thấy ở trên cái quyển hướng dẫn sử dụng này, tất cả đều bằng tiếng Việt. Và trong này nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta là cách cập nhật bài hát mới, rồi cách cập nhật phần mềm mới, rồi các thao tác để sử dụng những cái bài hát online. Và nó sẽ kèm cho chúng ta là cả cái dây tín hiệu nữa, dây tín hiệu hoa sen và cái dây HDMI để chúng ta có thể kết nối đưa hình ảnh lên TV. Và cái hình ảnh mà khi mà nó xuất lên TV là cái đường hình ảnh Full HD 1080, cực kỳ sắc nét các bác nhá. Và nó sẽ có tương thích nhiều với cả các đời TV khác nhau. Nếu mà TV của nhà bác là TV đời cổ rồi ấy, nó không có độ phân giải 1080 thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái độ phân giải ấy ở ngay trên cái đầu karaoke này. Đấy, và khi mà chúng ta vừa mở đầu lên thì đây sẽ là cái giao diện chính của đầu Việt KTV K Plus. Ở cái giao diện chính này thì nó sẽ hiển thị ngay cái phần gợi ý cho chúng ta. Nó sẽ gợi ý là những ca sĩ nổi tiếng bây giờ này, những cái thể loại nhạc top trending non-stop, rồi Vina House, Remix, Rap Việt, rất rất nhiều các thể loại. Và ở dưới này nó sẽ gợi ý ra những cái bài hát mới nhất các bác nhá, mới nhất trên thị trường ở trong đầu của chúng ta chưa có, chưa tải về, thì nó sẽ gợi ý ở đây chúng ta muốn hát bài nào thì chúng ta chỉ cần tải nó về thôi. Đấy, các bác thấy không ạ, chỉ cần nhấn cái hình đám mây này nó sẽ tự động nó tải về nhá. Ở trong cái phần download các bác thấy này, nó chạy nó rất là nhanh thôi. Một bài hát chúng ta tải về đâu đó mất khoảng 10 đến 15 giây là chúng ta có thể là lưu trữ được vĩnh viễn bài hát đấy trong ổ cứng. Đấy, đây là một cái tính năng rất hay của những dòng đầu Việt KTV. Và hiện tại ở trên thị trường ấy thì các bác đi hát ở những cái phòng hát chuyên nghiệp thì đa số là người ta sẽ sử dụng cái dòng đầu Việt KTV này. Đấy, và nó sẽ có đời Việt KTV HD Plus này, HD Pro này, và mới nhất ở đây là K Plus. Thì cái dòng đầu K Plus này nó sẽ có rất là nhiều tính năng hay và hiện đại, nó không chỉ dừng lại ở việc chúng ta chọn bài hát karaoke đâu các bác nhé. Và khi mà chúng ta không muốn hát những cái bài trong ổ cứng nữa, những bài có sẵn nữa, chúng ta có thể là sang cái phần, một là nghe nhạc trên SoundCloud, hai là chúng ta nghe nhạc trên MixCloud này, và ba là chúng ta sẽ sang cái phần YouTube. Cái phần YouTube nó của cái đầu Việt KTV K Plus nó sẽ chạy qua một server riêng và nó sẽ không bị quảng cáo, rồi nó sẽ lọc qua những cái bài hát nào mà tín hiệu âm thanh chuẩn và hình ảnh chuẩn nhất, sắc nét nhất. Nó sẽ đồng bộ tín hiệu âm thanh, không như là các bác khi mà các bác chọn ở trên TV, YouTube trên TV hoặc là YouTube ở trên điện thoại thì lúc đấy là nó sẽ bị một cái là các bác đang hát mà dính quảng cáo thì rất là bực mình đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta chọn bài ấy, thì chúng ta chỉ chọn từng bài một được thôi, cứ hát xong là chúng ta lại mất thời gian chúng ta bấm bài để chọn bài khác. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể chọn nhiều bài một lúc này, nhiều bài một lúc luôn, và nó sẽ nằm ở cái phần đã chọn này các bác nhá. Đây, nó sẽ nằm ở cái phần đã chọn. Chúng ta có thể là ưu tiên bài hát hoặc là chúng ta có thể xóa bài đi nếu mà chúng ta không thích hát nữa. Và ở phía màn hình bên phải này, đó là cái phần màn hình phụ để chúng ta có thể là gõ tên bài hát. Cái thao tác mà chúng ta chọn bài hát thì nó rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần gõ tên đầu của bài hát thôi là nó sẽ ra. Ví dụ bài
gọi đò đúng không? Các bác chỉ cần gọi chữ G và chữ D. Đấy, hai chữ đầu gọi đò đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ có luôn bài gọi đò Dương Ngọc Thái này. Đấy, những cái bài nào mà chưa có trong ổ cứng thì nó sẽ hiện cái phần đám mây ở đây các bác nhé. Và các bác muốn tải về để hát thì các bác chỉ cần nhấn vào đám mây như em vừa bảo là nó sẽ tự động nó tải về. Đây, sang cái phần đã chọn này, nó sẽ tải về rất là nhanh thôi các bác ạ. Qua bài tua bài next bài tăng giảm âm lượng thì nó sẽ nằm ở cái thanh công cụ phía dưới màn hình phụ này nhá. Chúng ta có thể phóng to cái màn hình phụ này lên để chúng ta có thể là nhìn nó rõ ràng hơn. Đấy, gõ hai lần để nó lại thu nhỏ lại để chúng ta tiếp tục chọn bài. Và đây nó sẽ phân chia ra, chúng ta có thể là chọn bài theo tên bài hát này, chọn bài theo ca sĩ này. Ở trong ca sĩ này thì chúng ta có thể lựa chọn được ca sĩ nam, ca sĩ nữ hoặc là chọn theo ban nhạc. Đấy, và có rất là nhiều các ca sĩ khác nhau để các bác có thể lựa chọn, cả ca sĩ nước ngoài và ca sĩ Việt Nam đều có các bác nhé. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng cái phần app nữa. Đây là một cái bản nâng cấp của K+ và không dòng đầu nào của VKTV nó có đâu ạ. Nó chỉ có ở trên cái dòng mới nhất bây giờ là K+ thôi. Và trong cái phần VKTV Store này thì nó sẽ cho chúng ta tải một số các ứng dụng về. Đây là kho ứng dụng mà VKTV nó có, nó sẵn có các bác nhé. Các bác có thể thấy là chúng ta có thể là sử dụng xem phim thì nó có Netflix này, có K+ này, FPT Play này, rồi VTV Go này. Đấy, nghe nhạc thì nó có Spotify này. Đấy, và chơi game nó có thêm cả chó Pikachu để các bác giải trí nhẹ nhàng các bác nhé. Đấy, xem những cái clip hay thì có Clip TV này. Đấy, truyền hình số mặt đất, thời sự, các thứ có VTV Go. Rất là đầy đủ đúng không ạ? Đây là những cái tính năng mà ở trên một chiếc đầu box ấy, ở cái đầu box của bác nó có đấy ạ. Thì cái đầu VKTV này nó sẽ tích hợp giữa đầu box và đầu một cái đầu karaoke chuyên nghiệp. Đấy là cái điểm mạnh của những dòng đầu hát. Và phải có những cái đầu hát như này thì chúng ta mới có thể kinh doanh được những cái quán hát chuyên nghiệp hoặc là những cái phòng trà các bác nhé. Còn nếu mà các bác phục vụ phòng hát và các bác chọn bài bằng TV thì rất là mất khách các bác ạ. Bởi vì lựa chọn lâu này, quảng cáo làm gây gián đoạn, gây sự bực tức cho khán giả này. Đấy. Và tiếp theo là khi mà chúng ta vào cái phần hệ thống của nó, nhấn vào cái nút cài đặt thì nó sẽ cho chúng ta là ở ngay ngoài này chúng ta sẽ lựa chọn ngôn ngữ. Chúng ta sẽ biến đổi ngôn ngữ của cái đầu này sang các ngôn ngữ khác để phục vụ những cái đoàn khách nước ngoài khác nhau. Ví dụ ở đây là em đổi sang tiếng Anh chẳng hạn. Đấy. Hoặc là sang tiếng Nhật chẳng hạn đi, em đổi sang tiếng Nhật nhá. Chúng ta sẽ nhấn confirm ở đây. Đấy, thì nó sẽ đổi tất cả sang tiếng Nhật. Đấy, các bác thấy không ạ? Hoàn toàn bằng tiếng Nhật các bác nhá. Đấy. Và chúng ta đổi lại thì chúng ta nhấn vào cái nút cài đặt thì chúng ta chọn sang tiếng Việt. Đấy, nhấn xác nhận là xong. Chúng ta có thể là bật tắt cái chế độ chấm điểm các bác nhá. Nếu mà các bác muốn hát xong mà nó chấm điểm thì các bác bật cái chấm điểm này lên. Và ở cái phần thiết bị kết nối app, khi chúng ta quét cái mã này các bác nhá là nó sẽ nhảy sang một cái đường link khác để chúng ta có thể tải về các ứng dụng của VKTV để điều khiển cái đầu VKTV này thay cho màn hình cảm ứng. Đấy, trong trường hợp là các bác muốn tiết kiệm chi phí mà các bác không muốn sử dụng màn hình cảm ứng ấy, mà chỉ có đủ tiền để mua cái đầu thôi, thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng cái phương án này để chúng ta điều khiển đầu. Một cái phương án nữa là chúng ta có thể là sử dụng một cái chuột máy vi tính các bác nhá. Và các bác sử dụng với cả cái màn máy vi tính để các bác thay cho màn cảm ứng cũng được. Đó, đấy là những cái giải pháp khi mà chúng ta muốn tiết kiệm chi phí tối đa. Và trong cái phần cài đặt hệ thống này thì nó sẽ có một số cài đặt nó hiển thị rất rõ ràng cho các bác. Thứ nhất là về ngôn ngữ này, thứ hai là âm thanh này, mật khẩu là 6 số 0 các bác nhá. Thứ hai là âm thanh này, âm thanh của bài hát, âm thanh màn hình chờ, rồi âm thanh nhạc online bao nhiêu này. Trong phần cài đặt chung này thì nó sẽ có điều chỉnh độ phân giải khi đưa lên TV là bao nhiêu. Ở đây là độ phân giải 720p. Nếu mà TV của các bác là có độ phân giải 1080 thì các bác sẽ lựa chọn sang 1080 nhá. Và nó sẽ có cài đặt một số, thứ nhất là phụ đề này, chọn chế độ điều khiển này, rồi chế độ xếp hạng này, rồi cài đặt MIDI này, rất là nhiều các cài đặt khác nhau. Ở cái phần cài đặt mạng này thì chúng ta có thể là kết nối với cả mạng có dây hoặc là mạng không dây nhá. Mạng không dây có nghĩa là các bác không cắm dây mạng vào đầu nữa. Đấy, nếu mà các bác đi phục vụ đám cưới hoặc là sự kiện ấy không dòng được dây mạng ra thì các bác có thể là vào cái phần mạng không dây này để các bác kết nối với wifi nhá. Nó sẽ sử dụng mạng không dây. Đấy, và tiếp theo là phần quản lý bài hát thì sẽ cho chúng ta biết là ở trong cái thư viện bài hát nó có những bài gì, dung lượng ổ cứng thế nào, bao nhiêu. Chúng ta có thể bật tắt được những cái mục nhạc SoundCloud, YouTube. Đấy, và ở cái phần quản lý mật khẩu thì nó sẽ cho chúng ta là đổi cái mật khẩu của cái phần cài đặt hệ thống này. Thì tốt nhất cái này các bác không nên chạm vào. Và đặc biệt quan trọng là ở cái phần hệ thống này này, ở cái phần hệ thống này nhá, thì các bác nó sẽ có cái phần đó là cập nhật trực tuyến.
Khi mà cái đầu H, cái đầu VKTV K Plus này nó ra phiên bản mới thì các bác hãy vào cái phần hệ thống này và các bác nhấn cái chữ cập nhật này này, và phần cập nhật này này, kiểm tra cập nhật đấy, và nó sẽ có, nếu mà nó có thông báo có phiên bản mới cái nó sẽ hiện lên và các bác nhấn OK nó sẽ cập nhật. Và tốt nhất là cái này em sẽ bật nguyên luôn, ngay từ đầu em sẽ bật luôn lên đó là tự động cập nhật. Lần sau các bác mở máy lên và các bác kết nối mạng xong mà nếu mà nó có phần mềm mới nó sẽ tự động cập nhật cho các bác luôn. Đấy là những cái cài đặt ở trên cái đầu VKTV K Plus các bác nhé. Và cái việc sử dụng của cái việc KTV Plus này thì nó quá là quen thuộc rồi, bởi vì gần như nếu mà các bác cái thời điểm trước đây mà các bác ra quán hát ấy, thì gần như là đa số 99% những quán hát ở miền Bắc này mình đều sử dụng cái đầu việc KTV này. Đấy, và ở đây thì em sẽ nói qua về cái chế độ mà chúng ta chọn bài bằng điều khiển nữa các bác nhé. Và bây giờ em sẽ tắt đầu đi và khởi động lại để chuyển sang chế độ chọn bài bằng cái điều khiển kèm theo có sẵn của việc KTV K Plus. Và đây là cái chế độ mà chọn bài bằng điều khiển các bác nhé. Khi mà mở lên chúng ta sẽ nhấn sang chế độ cho bài điều khiển thì nó sẽ hiển thị đây là cái giao diện này. Cái giao diện này thì các bác để ý giúp em, nó sẽ có thứ nhất là một cái hình ảnh to to, nó sẽ gợi ý đó là các cái phần chủ đề đấy các bác ạ. Nó là chủ đề những cái thể loại bài hát khác nhau, nó sẽ gợi ý cho chúng ta biết. Và nếu mà chúng ta muốn chọn bài online chúng ta sẽ nhấn sang cái phần gợi ý nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang phần gợi ý này. Đó. Đây là cái phần gợi ý thể loại này. Đấy, sang cái phần gợi ý mà có hình ngọn lửa này, đó là cái phần để chúng ta hát những cái bài hát online chúng ta. Và nhấn vào phần gợi ý xong chúng ta sẽ nhấn những cái chữ ở trên cái điều khiển này để chúng ta chọn bài. Chúng ta sẽ gõ tên đầu của cái những cái chữ cái đầu của tên bài hát các bác nhé. Đây là cái phần chọn nhạc online này. Nó cũng sẽ có chọn theo ca sĩ hoặc là nó sẽ đề xuất một số những bài hát mới nhất ở phía dưới các bác thấy không. Và nếu mà chúng ta muốn hát những cái bài có sẵn trong ổ cứng thì chúng ta sẽ sang cái phần bài hát ở đây. Thì nó sẽ là những cái bài đang có sẵn trong ổ cứng. Và ngoài ra thì nó sẽ có phần chọn theo ca sĩ này. Đấy, đây là phần ca sĩ này. Đấy các bác thấy không? Nó không khác gì cái màn hình cảm ứng đúng không ạ? Nhưng mà cái thao tác khi mà chúng ta chọn bằng cái điều khiển này thì chắc chắn là nó sẽ chậm hơn so với việc là chúng ta sử dụng cái màn hình cảm ứng rồi. Đây chúng ta nó cũng sẽ có cái phần cài đặt đây các bác nhá. Đấy cái phần cài đặt như vừa nãy đây. Và chúng ta nhấn tiếp sang bên phải thì nó sẽ là cái phần app VKTV Store này. Đấy, cái phần app này thì khi mà chúng ta nhấn vào chúng ta có thể tải về một số app như vừa nãy em cho các bác xem trên màn hình cảm ứng rồi đúng không? Đấy, đầy đủ tất cả luôn các bác nhá. Một là chọn bài bằng điều khiển, hai là chọn bài bằng màn hình cảm ứng đều được. Và cái thứ ba nữa là chọn màn hình bằng điện thoại di động. Đấy thì cái này nó rất là đơn giản và em đã làm rất là nhiều cái clip hướng dẫn rồi. Chỉ cần một chiếc smartphone thôi là các bác có thể chọn bài được một cách đơn giản dễ dàng, kết nối cũng rất là nhanh chóng. Nó sẽ hiển thị cái app kết nối như vừa nãy em vào cho các bác xem ấy. Đấy em bác chỉ cần vào ứng dụng nhập mã là nó sẽ tự động kết nối tất cả mọi thứ xong xuôi. Và cái dòng đầu này thì bên em đang bán với mức giá là dưới 10 triệu đồng các bác nhé. Dưới 10 triệu đồng, bảo hành 1 năm, chính hãng của việc KTV. Bác nào mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về những dòng đầu này thì bác hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Bên này là bên Lương Thanh ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều.